X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video trên kênh X-Channel. Và hôm nay là một ngày rất vui khi mà trên tay mình đang có một siêu phẩm, có thể coi là siêu phẩm đi. Đấy, một siêu phẩm kỷ niệm 1010 năm Thăng Long, Hà Nội. Đấy, và đây là siêu phẩm đến từ Oren. Và các bạn có thể nhìn thấy là cái hộp này của nó này quá đẹp luôn. Đấy, chúng ta sẽ có một cái hộp giấy thân thiện với môi trường và thiết kế dạng có những đường vân da lên trên này. Đấy, và có khắc lên đây hình Khuê Văn Các này, 1010 năm Thăng Long Hà Nội. Và tất cả những dòng chữ ở trên này đều là dòng chữ màu vàng hết. Đấy, được in chìm lên trên đây. Chúng ta sờ vào, nó gợn tay lên rất là sướng. Đấy, đây là của Oren. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn cái phiên bản Oren đặc biệt, phiên bản kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội. Và bên ngoài này chúng ta có thể thấy là cái dòng chữ đó là Made in Japan. Nghĩa là sao? Nghĩa là toàn bộ cái sản phẩm này được sản xuất tại Nhật Bản nhá các bạn nhá. Và nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Đấy, chứ không phải là Việt Nam của chúng ta order ra đâu. Đấy, rất là hay luôn. Rồi mình sẽ mở ra này. Cách đóng hộp rất là sang trọng luôn, các bạn nhìn thấy không? Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hộp gỗ như này. Các bạn nhìn này, quá đẹp luôn, quá đẹp, quá đẳng cấp, quá sang trọng. Đó, mình phải nhẹ nhàng, phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa để đưa cái hộp này ra. Đấy. Đây là một cái hộp gỗ mà theo như những gì mình tìm hiểu thì cái loại gỗ ở trên cái hộp này là được sản xuất tại một cái nơi sản xuất đồng hồ dành riêng cho Hoàng gia Thái Lan. Đó, các bạn thấy không ạ? Đấy, hộp gỗ này được chế tạo ở trong cái nhà máy sản xuất đồng hồ như vậy đấy. Và bên ngoài hộp gỗ này, chúng ta cũng sẽ có tất cả những thông tin giống như ở bên ngoài hộp giấy kia. Đấy, chúng ta sẽ có biểu tượng của Khuê Văn Các ở đây. Đó, 1010 năm Thăng Long Hà Nội. Đó, chúng ta cũng sẽ có cái phiên bản đặc biệt kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội này. Đó, Special Edition và Made in Japan, logo của Oren ở đây. Phía sau này thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có một lớp nỉ. Đấy, để giúp chúng ta khi mà đặt cái hộp gỗ này lên này, nó sẽ bám bàn hơn, rất là tinh tế. Đây là hộp gỗ bóng nên là khi mở ra thì mình phải dùng găng tay, nếu không thì nó sẽ để lại rất là nhiều mồ hôi dấu vân tay ở đây. Đó. Ở đây bên trong hộp đây của chúng ta sẽ có siêu phẩm như thế này. Nhưng trước khi nói về siêu phẩm như này, mình sẽ nói luôn, đấy là khi mở ra một cái mùi thơm. Cái này rất khó có thể miêu tả được qua video, vì qua video các bạn sẽ không ngửi mùi được. Các bạn có thể xem được, các bạn có thể nhìn được, nhưng các bạn sẽ không thể ngửi được. Thực sự là cái mùi thơm này mà nó rất khó tả ấy. Nó là mùi thơm của gỗ hòa quyện với mùi thơm của cái đồng hồ mới và mùi thơm của da. Mùi thơm của da, gỗ, vải, những cái thứ nó quyện vào với nhau. Và nó có một cái gì đó nó gợi cho mình nhớ về những cái mùi thơm của những cái váng dầu khói xe thời hai thì ngày xưa ấy. Rất là thơm luôn. Đấy, chúng ta cũng sẽ có những cái lớp lót nhung như thế này để bảo vệ đồng hồ. Và lại nhắc lại một lần nữa, 1010 năm Thăng Long Hà Nội. Đó, chúng ta sẽ có một cái đồng hồ rất là đẹp như thế này, cực kỳ đẹp luôn. Và đi ở bên trong này chúng ta sẽ có một cái bộ dây da nâu nữa đi kèm luôn để các bạn có thể thay thế được dễ dàng hơn. Đấy, với bộ dây da như thế này thì đây là dây da dập vân cá sấu nhé các bạn nhé. Rồi, ok, mình sẽ bỏ cái hộp gỗ này qua một bên để nói chi tiết hơn về cái đồng hồ này. Cái đồng hồ này nó sẽ thể hiện cái tình yêu nước của chúng ta. Tại sao mình lại nói như vậy? Đầu tiên ý, là cái cách thiết kế của đồng hồ, chúng ta có thể nhìn thấy là nó rất là giống với cả cái phiên bản Oren Star Bolero. Đấy, nó giống ở cái điểm gì? Thứ nhất đó là nó có mặt kính cong này ở bên ngoài như này. Các bạn thấy không ạ? Mặt kính cong này sẽ khiến cho cái sản phẩm chúng ta trở nên đẹp đẽ hơn. Ở góc 9 giờ chúng ta sẽ có một cái cửa sổ hở van tim ở đây. Ở phía góc 12 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ là Oren và Automatic ở đây. Đấy, máy này là máy cơ. Máy cơ này là có lên gót tay nha các bạn nhé. Và có dừng kim dây chỉnh giờ. Ở góc 3 giờ chúng ta sẽ có logo Khuê Văn Các ở đây. Đấy, và dòng chữ đó là 1010 năm Thăng Long Hà Nội. Và phía mặt sau này, đây chính là một cái điểm rất tự hào của chúng ta. Khi mà cái đáy của cái đồng hồ này thì là đáy hở, nhưng mà trên cái đáy này được in lên đây hình bản đồ Việt Nam có Hoàng Sa Trường Sa. Và hãy nhìn lại cái hộp này. Cái hộp này Made in Japan, được sản xuất tại Nhật Bản chứ không phải là sản xuất tại Việt Nam của chúng ta, và cũng không phải là người Việt Nam của chúng ta order đâu. Đấy, và đây là cái điều mà Nhật Bản hay là hãng đồng hồ Oren này đã công nhận rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam chứ không phải là của cái đất nước quái quỷ nào khác cả.
Toàn bộ cái phần case của đồng hồ này thì đều được làm từ thép không gỉ 316L và được mạ vàng, đây là công nghệ mạ PVD tiên tiến nhất thế giới bây giờ. Đấy, thêm nữa đó là ở trên cái cọc số cũng như là kim giờ, kim phút, kim giây thì cũng đều được mạ PVD luôn. Đấy, nó sẽ có những cái màu sắc khác nhau và hôm sau thì mình sẽ review chi tiết từng phiên bản một của cái mẫu đồng hồ Orient này. Thì hôm nay mình sẽ review về cái phiên bản này thôi. Đấy, dây da thì là dây da dập vân cá sấu. Và với cái size mặt 40,5mm ấy, thì nó sẽ rất là phù hợp với cổ tay của đại đa số người Việt Nam. Đấy, kháng nước thì sẽ rơi vào khoảng 30m thì cũng là cái mức độ kháng nước đủ đối với cả một cái đồng hồ dây da như thế này. Nhưng mà cái mà mình muốn nói đây, đấy chính là cái sự tự hào của chúng ta khi mà chúng ta được đeo cái đồng hồ này ở trên tay. Cái đồng hồ này ngoài cái việc chúng ta thể hiện cái tình yêu đối với cả Hà Nội, tình yêu đối với cả chủ quyền quốc gia dân tộc, thì đây cũng sẽ là một cái đồng hồ khi đeo vào chúng ta thể hiện cái tôi của chính bản thân mình, bởi vì đây là một mẫu đồng hồ sản xuất ra có giới hạn. Đấy, thêm nữa đó là khi chúng ta đeo cái đồng hồ này thì mình thấy là nó sẽ rất là phù hợp với những quý ông theo phong cách lịch lãm, áo sơ mi, giày tây, quần âu, và rất phù hợp với những bạn nào mà theo phong cách dân văn phòng. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về mẫu đồng hồ Orient 1010 năm Thăng Long Hà Nội? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video với channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xwatch, số 1 bảo hành hậu mãi. Xwatch, đồng hồ thật, giá trị thật.